Ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ không may mất sớm, để lại cho một ngôi nhà nhỏ cùng một cây khế. Thời gian thấm thoát trôi, hai anh em đều lấy vợ. Họ thấy không thể ở chung với nhau được nên đã chia gia tài. Người anh vốn dĩ rất tham lam đã chiếm hết tất cả, chỉ chia cho người em một túp lều và mảnh vườn có cây khế ngọt. Nhưng người em cũng không chút phàn nàn mà chăm chỉ làm ăn. Đến mùa, nhờ sự chăm sóc của người em, cây khế bỗng sai quả lạ kỳ. Hai vợ chồng người em vô cùng mừng rỡ vì nghĩ rằng mình sẽ đem bán khế đổi lấy gạo ăn. Bỗng nhiên, từ đâu bay tới một con chim phượng hoàng, nó ăn hết khế của người em không biết phải làm sao, chỉ biết khóc và van xin chim đừng ăn khế của mình. Chim ơi chim đừng ăn khế của tôi nữa, nếu chim ăn hết khế thì tôi sẽ chết đói mất. Chim thấy thế liền trả lời. Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gan, mang đi mà đựng. Người em nghe chim nói vậy thì thôi không khóc nữa và nghe theo lời chim, may đúng túi ba gan. Hôm sau, chim đến bảo người em ngồi lên lưng mình rồi đưa người em bay đi, bay mãi qua biết bao nhiêu làng mạc, núi đồi, sông suối rồi đến một hoang đảo xa xôi. Chim hạ cánh bảo người em xuống lấy vàng bạc, châu báu mang về. Người em vô cùng kinh ngạc vì chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều vàng bạc, châu báu như vậy. Mãi ngắm nhìn, người em quên cả việc lấy vàng mang về, mãi đến khi chim giục, người em mới vội vàng lấy mỗi thứ một ít cho vào túi rồi lên lưng phượng hoàng ra về. Chim thấy vậy bảo người em lấy thêm, nhưng người em cũng không lấy vì sợ đường về xa chim sẽ bị mệt, thế rồi người em cùng chim lên đường trở về nhà. Từ đó, người em trở nên giàu có và mang tiền của chim chia cho những người nghèo khổ. Lại nói đến vợ chồng người anh, họ thấy em trở nên giàu có thì vô cùng tức giận và ghen ghét. Một hôm, người anh sang chơi và đòi người em đổi cho mình lấy cây khế, còn người em lấy hết nhà cửa, ruộng vườn của mình, người em vui vẻ bằng lòng đổi cho anh. Năm sau, cây khế cúng sai chịu quả, chim phượng hoàng lại đến ăn khế. Hai vợ chồng người anh giả vờ khóc lóc van xin chim đừng ăn khế, chim nói. Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gan, mang đi mà đựng. Người anh mừng quính lên, chạy vội vào nhà may ngay một túi 9 gang để đựng được nhiều vàng và ngồi chờ chim phượng hoàng đến đón đi. Hôm sau, chim đến đón người anh ra hoang đảo xa xôi, người anh sung sướng quá lấy thật nhiều vàng bạc, trao báu đầy túi 9 gang và nhét hết cả vào người mình mới chịu về. Đến giữa đường, chim càng bay càng thấy nặng, chim bảo vứt bớt vàng đi cho nhẹ nhưng không nghe, nói mãi, người anh vẫn không chịu, chim cố hết sức cũng không thể bay được nữa. Đến giữa biển, chim tức mình hất người anh rơi xuống, người anh ân hận van xin chim cứu nhưng đã muộn, chim bay đi còn người anh ôm túi vàng chìm sâu xuống biển.